Con gái nên làm gì sau khi chia tay? Giải đáp của các chuyên gia. Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Tình yêu là một vấn đề rất khó nắm bắt và trong mỗi mối tình thì không ai muốn nhắc đến vấn đề chia tay. Trong một số trường hợp thì đây chính là điều khó có thể tránh được. Nếu yêu nhau khó 1 thì việc chia tay được nhận định là khó 10. Sau khi chia tay, người yêu thường tỏ ra đau buồn, đặc biệt với nữ giới họ còn có những suy nghĩ và hành động không tốt. Vì vậy, con gái nên làm gì sau khi chia tay luôn là những câu hỏi được quan tâm nhiều nhất hiện nay. 1. Thay đổi ngoại hình theo hướng tích cực nhất. Sau khi chia tay, con gái nên làm gì? Việc cần làm nhất và đầu tiên chính là thay đổi ngoại hình theo hướng tích cực nhất. Bởi theo lẽ thông thường, tâm trạng con gái thường rất tồi tệ, họ không chăm chút bản thân mình như trước đây. Nhưng đây chính là một sai lầm dẫn đến tâm trạng càng trở nên u uất hơn. Cách tốt nhất là thay đổi ngoại hình theo hướng tích cực. Bạn hãy chăm chỉ tập thể dục, ăn mặc đẹp mắt hơn. Có như vậy, tâm trạng bạn mới luôn cảm thấy thoải mái vui vẻ. Từ đó dẫn đến tinh thần ổn định và thoải mái hơn, không còn nghĩ nhiều đến chuyện chia tay. 2. Làm việc tích cực hơn. Nếu bạn đắn đo phụ nữ nên làm gì sau khi chia tay thì hãy nhớ nên làm việc tích cực hơn trước đây và dành thời gian nhiều hơn cho công việc. Đầu tư cho công việc là một đầu tư lợi nhuận, sẽ giúp bạn trở thành người có trách nhiệm trong công việc, đồng thời sẽ giúp bạn nhanh chóng quên đi được những điều buồn phiền sau chia tay người yêu. Tuy nhiên, không phải sau chia tay phụ nữ cứ đâm đầu vào công việc mà không nghĩ đến bất cứ vấn đề gì khác. Mà bạn cần phải hiểu làm việc ở đây là dành nhiều thời gian hơn trong công việc, không còn những buổi dừng công việc để hẹn hò cùng người yêu như trước kia. 3. Thường xuyên gặp gỡ bạn bè. Sau chia tay, nữ giới chắc chắn nên phải thường xuyên gặp gỡ bạn bè, đừng nên quanh quẩn ở nhà một mình vì bạn sẽ có nhiều suy nghĩ càng tệ hơn. Nếu trong khoảng thời gian có người ấy bạn ít có thời gian ở bên cạnh bạn bè thì bây giờ chính là lúc phải gắn kết lại tình bạn ấy. Những người bạn chân thành sẽ giúp cho bạn giải quyết những vấn đề khó khăn và cùng bạn chia sẻ những nỗi buồn sau chia tay một cách vô điều kiện. Thêm vào đó, bạn có thể lên kế hoạch cho những chuyến đi picnic hay những cuộc party với bạn bè. Như vậy sẽ giúp cho nỗi buồn của bạn nhanh chóng tiêu tan và niềm vui sẽ trở lại. Bạn sẽ thấy cuộc sống ngày càng đáng quý và vui vẻ hơn. Nếu bạn còn tìm đáp án cho vấn đề khi chia tay con gái nên làm gì, thì đừng bỏ qua việc gặp gỡ bạn bè. 4. Tuyệt đối không làm bạn với người yêu cũ. Nên làm gì khi chia tay mà vẫn còn yêu thì một điều chắc chắn bạn phải làm đó chính là tuyệt đối không làm bạn với người yêu cũ. Đây là một sai lầm lớn khiến cho bạn ngày càng đau khổ hơn trong tình yêu. Nếu không yêu là bạn bè thì có thể bạn thấy được hình ảnh của người cũ với người khác. Bạn sẽ càng đau khổ hơn và khó có thể dứt ra được. Những vết thương lòng sau chia tay luôn phải có người xoa dịu, nhưng làm bạn với người cũ sẽ khiến cho vết thương ấy ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, tuyệt đối không được làm bạn với người yêu cũ, không nói chuyện, không nhắn tin. Ngoài ra, cũng đừng bao giờ níu kéo người cũ. Vết thương lòng của bạn sẽ không bao giờ khỏi được. 5. Không sống buông thả. Có rất nhiều người sau khi chia tay người yêu luôn thấy tuyệt vọng, có lối sống buông thả, không quan tâm bản thân mình. Điều này vô tình phá hủy của đời của chính các bạn. Vì vậy, con gái nên làm gì sau chia tay thì cần nhớ không sống buông thả. Có rất nhiều chị em phụ nữ sau chia tay thường bỏ ăn, mất ngủ, tìm đến những chất kích thích để giải quyết nỗi buồn. Tuy nhiên, bạn cần phải biết rằng việc chia tay sẽ khiến bạn tổn thương một thời gian, nhưng nếu bạn đi vào con đường xấu thì rất khó để có thể rút chân ra khỏi. Thậm chí sẽ làm cho cuộc đời các bạn ngày càng trở nên đen tối hơn. 6. Nhờ thầy Bá Vi giúp. Khi bạn chia tay, nếu muốn quay lại với người yêu cũ thì bạn nên dùng bùa yêu để níu kéo. Nhưng nếu bạn tìm kiếm một mối tình khác, thì nên dùng bùa duyên để tìm kiếm một người như ý. Hiện nay, thầy Bá Vi là nơi duy nhất đã qua kiểm chứng thực tế khi làm bùa giúp được nhiều người tìm tình yêu cho riêng mình. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Bá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Bá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích,
Anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Với thầy Báo Vi, anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một, liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Báo Vi. Hai, liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điền số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Báo Vi. Ba, nhắn tin qua số điện thoại ứng dụng Viber hoặc WhatsApp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy Bá Vi. 4. Liên hệ qua mail cuasotini255@gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.